Sáng ngày 18 tháng 9 tại nhà văn hóa tổ dân phố Mỏ Chè phường Bách Quang, Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường Bách Quang tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền phường với gần 100 hộ dân tổ dân phố Mỏ Chè. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo phường thông tin về những kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong không khí dân chủ cởi mở và xây dựng, nhân dân tổ dân phố Mỏ Trè đã có gần 20 ý kiến kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng hạ tầng các khu dân cư khu đô thị, giá tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng chưa được thỏa đáng, rất mong các cấp quan tâm giải quyết. Với tinh thần cầu thị và thẳng thắn, các đồng chí lãnh Tạo, ủy ban nhân dân phường đã tiếp thu và giải đáp cụ thể những kiến nghị đề xuất của nhân dân ngay tại buổi đối thoại những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường đã được giao cho các cơ quan chuyên môn ra soát nghiên cứu giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân đối với những vấn đề vượt thẩm quyền các đồng chí lãnh đạo phường tiếp thu để đề xuất kiến nghị với thành phố và các cơ quan cấp trên giải quyết có thể nói việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân là một diễn đàn đầy sáng tạo mở rộng dân chủ và là một trong những cầu nối quan trọng giữa đảng với nhân dân trong giai đoạn hiện nay